Xin chào tất cả bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Thảo Mỹ Linh. Hiện tại Mỹ Linh đang có mặt tại thôn Há Ía. Thì hôm nay cháu Linh lại tiếp tục cái chương trình của mình, dẫn tất cả cô bác anh chị quay trở lại gia đình nhà bé Lầu mồ côi, sống chung cùng với ông bà. Hiện tại thì bà đã ra đến đây rồi. Thì hôm nay là cái tuyến đường này nó bị hỏng, thế nên Mỹ Linh cũng không thể đi xe máy vào được. Thế nên là cũng đi sang bên kia để gọi bà là về đây bắt hộ Mỹ Linh là nhấc cái túi quần áo của cô Sơn ở Hà Nội để về xem là nếu mà bà con ở đấy thì sẽ chia cho bà con, còn không thì sẽ để cho gia đình là chọn trước, còn những cái nào thừa thì sẽ cho bà con ở hàng xóm quanh đó. Nhớ rằng ở Pô, xin chào Pô nhá. Đây bà đây. Đấy nông nghiệp là ok tôi chỉ tao hứa tôi ba nhờ mà thưa cho các nhà đi chúa nên cho trên hình dòng opelu mà dòng cho cha nó chỉ dòng mà pu cho dễ dò ấy nông đi tiếp tôi hay tao ở bờ tiếp giờ người bao tiền tụ phong này tiền nhưng mà vô nhu tao nè nhá. Đấy, thì Mỹ Linh cũng bảo là cái quần áo này thì sẽ gia đình sẽ lấy một ít, còn một số thì sẽ chia cho bà con hàng xóm. Và hôm nay Mỹ Linh cũng thông vào trong này để thông báo cho bà với cả ông với cả bé Lầu là sẽ mua một con bò để phát triển kinh tế cho gia đình. Còn bây giờ mua điện thoại hay là tủ ấy thì nó cũng không thiết thực lắm. Mua bò về thì sẽ nó sẽ sinh sản ra, thì sang năm thì mình lại có bò để bán. Ốp bao nhiêu đào con nhé. Đấy. Bà hộ con cửa ấy. Đấy. Ơ thiệt một chữ à? Bắt đẳng nha, nín nín đẳng. Đây, có bà, may là còn có bà hỗ trợ. Tao, 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 ơ đẳng cho nín tạo, cho nín mà tạo. Có bà sang bà giúp, còn không thì Mỹ Linh một mình là tự nhấc là không thể quay lại những thước phim cho tất cả các bác cùng xem được. Đây là cái phần quà của cô Sơn ở Hà Nội. To to to. Tưởng là xe lại đổ đấy. Đó thiệt 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 to. Bà lại bị cái khối u ở cổ ấy các bác. Đấy. Đi khám thì các bác sĩ bảo là nếu mà mổ thì bà có khả năng là bị tử vong cũng nào không biết. Bố yếu lua khi à? Mù chứ mù chứ. Đấy bà mà là phải ấy dây. Tao tao đi đây bà phải kéo xuống đây đấy là vì lấy cái dây đấy ra được. Hiện tại thì các bác cũng xem đây, bà con những bắt đầu là làm nương rồi, có chỗ thì người ta làm nương sớm, có chỗ thì làm nương muộn. Là cho đùa, hôm qua thì bà cũng hỏi là hôm qua có một đoàn từ thiện thì cũng vào đây phát trong kia hả. Chị tu, không sợ đâu, ui ôi, nặng quá. Thiệt rồi tao. Bây giờ thì mời tất cả các bác cùng với cháu Linh đi cùng bà, đi vào trong nhà bé Lầu. Đấy, cũng có bà ra hỗ trợ để bà nhấc cho. Hôm nay thì em Thành cameraman là bận đi học rồi, không đồng hành cùng Mỹ Linh nữa. Thế nên hôm nay Mỹ Linh tự một mình đi vào bản. Đấy hiện tại là cái tuyến đường này bà con đang làm. Ô một cho nào đi, cho phải ke a đi đấy. Bà đi lên trên này. Không nhắm vào đấy là các anh lại mất công làm đường này. Hỏng hết. Nha rồi. Có nghĩa là nó không nặng nhưng mà tại vì là nó khó, nó cồng kềnh quá các bác. Thực sự là cái hoàn cảnh của bé Lầu thì các bác cũng xem qua thì các bác cũng biết rồi. Bố bé Lầu thì mất, mẹ thì đi bước nữa, để lại hai chị em. Bé Lầu thì bị khuyết tật không thể đi lại, rất là khó khăn và vất vả. Còn chị gái thì là chân thì là bị tật, đi lại cũng rất là vất vả nữa. Thực sự là cũng rất là may mắn khi những cái thước phim của Thảo Mỹ Linh quay lên thì cũng có bác Trinh, bác Tuyết cũng xem qua, thì các bác cũng phát tâm giúp đỡ đến gia đình nhà bé Lầu. Số tiền là 11.500.000. Thì là cái số tiền này sẽ là mua bò cho gia đình để phát triển kinh tế. Hôm nay thì cháu Linh vào trong này để báo cho ông với bà với cả gia đình là chủ nhật để Mỹ Linh ra chợ, chú Mỹ Linh mua bò.
sau đó là sẽ vận chuyển vào trong này và trao lại con bò cho gia đình phát triển kinh tế. Đây thì là cái điểm trường mà bé Lầu là lúc nào cũng đến đây để học lỏm các bạn đang học ở đây. Thì để đi học lỏm mới biết được tiếng Kinh. Ơi, chào anh nhá. Tao tao tao. Xin chào bé Lầu nhá. Đi đâu về đấy? Thì mới từ lò. À, vừa đi chơi về à? Đi xem các bạn đi chơi về ở Lầu. Hả? Mới từ lò. Mới xin lò là bé Lầu đi chơi về. Ơ, à, mới cho kiến đảo rông đó. Đấy, các bác xem đấy. Bé Lầu là chống gậy đi này đấy. Thực sự là hôm nay lại tiếp tục quay trở lại đây. Thì lại thấy là cái thúc phim như cũ là về bé Lầu đây. Nào, cố gắng lên nào. Đi nhanh về đây. Không thể đi nhanh được nhá các bác à, chỉ đi được là nó cứ chậm chậm này thôi. Nếu mà lúc nào mà bé Lầu mà đi lên trên cái điểm trường này để nghe các bạn là đi lên cũng mất tầm khoảng 5 đến 10 phút thì mới lên đến đấy được. Nó nắng này không ở nhà đi chơi làm gì Lầu? Hả? Cha cú này chỉ nhau chê một xíu quá gì? Hả? Chưa từ từ. À, đi xem họ làm đường bên kia các bác ạ. Đấy, ở nhà kiểu chán quá. Thế là bây giờ mong muốn là đi ra bên đường kia để cho nó khuây khỏa cái tinh thần. Để về ở nhà thì suốt ngày ở nhà thôi, chán. Đấy, còn đây là chỗ cửa đi vào nhà của gia đình nhà bé Lầu đây. Đấy. Hiện tại thì chỗ này bà con thì lại không có ai ở đây. Và các em nhỏ thì không biết đi đâu hết rồi các bác. Tại vì các hộ dân đấy thì nó cứ thưa thớt đấy. Khả năng là cái quần áo của bác cô Sơn ở Hà Nội này thì sẽ để lại gia đình sẽ là Mỹ Linh sẽ cất ở đây. Hôm nào vào cho bò thì là sẽ chia cho bà con ở cái khu vực này. Đấy. Nào đi vào trong nhà nào Lầu. Đấy, mở hộp chơi đi. Các bác xem Lầu đã bắt đầu chống gậy đi nhẹ nhàng này thôi. Đâu, đấy bà để cái dây đấy. Cho chất luôn đấy, mình cũng ngầm chê. Đấy, đi vào nhà. Ông đâu rồi, nhớ nhau chê rồi. Ông ở nhà đúng không? À. Nào cố lên nào. Đấy cứ phải tựa này không đi đâu các bác. Đấy bỏ ngài nát cái nhà lò này khí kìa đi. Khí như này. Ông mới để cha mua. Mua để cha mua. Mua thì đi cho cái nhà lò ấy. Đi thì khi là cho Paul là chuyển cho cái nhà cũ. Nhưng mà mình cứ dòng là cứ sai đá. Sì bậy nhưng mà ô yêu quay mô vỉ là yêu chuyển chứ. Chỉ yêu nhìn là tôi bố nè. Đấy. Ừ, nên nhẹ lúc từ mà chưa cho chẳng không là tôi ăn chán nhiều tối nay mà mỗi là tôi lại cho dễ rồi. Đấy, bà đang bóc đây. Tôi mi mổ mất được hả? Ờ? À. Đấy. Mua bó thả đi. Đấy. Kẹo này cho lùng cho Lầu nhá. Đấy, kẹo của cô Sơn đấy, cô Sơn Hà Nội.
Đấy, toàn quần áo đẹp thôi. Không giờ là sai à? Là sai rồi. Ừ. Sai trả rồi. Đấy. Đấy. Ông đội luôn cái mũ đấy. Cho mai nhé, tấn ấn đúng nó ấy. Trời lạnh ấy. Lấy ra hết đi, xong là mấy hôm nữa là gia đình chọn xem là lấy cái nào. À đây có đồng phục. Đồng phục thì khả năng cái này Mỹ Linh phải mới thì Mỹ Linh phải giữ lại, Mỹ Linh mang đi cho các trường khác. Chân nhìn mà chưa trẻ nhó đi. Nó ngầm bút lại cho suy xây. Ấy, quần áo mới rồi. Tao cho cân giờ su xanh thì mà trẻ nhỏ thì chẳng nông là ô tô phải là cho quần áo học sinh với đồng phục này thì cháu Linh sẽ để lại, cháu Linh sẽ phát cho các em nhỏ ở cái điểm trường này. Còn hiện tại thì cái quần áo này thì sẽ cho gia đình xem, xong gia đình lấy. Đấy, bà đang chọn đây. Giờ hết những hóa gì à? À, ông đang nấu cái gì đấy? Hết những hóa gì giờ? Hóa gì kêu chưa? Ông đang luộc rau, à rau cải xanh đây các bác. Nên chỉ tắm nó mỏ là? Ủa hào, cho nó cho củ chín nó. Nhớ thế nào? À, mọi người là đang ở trong này là đang cào phân chuồng để chuẩn bị đi trồng ngô. Đấy. Wow, nhà ông bà là cũng có gà Minh An đây. Đấy. Ông bà là cũng chăm chỉ lắm các bác. Đấy, ông đang nấu đây. Đấy, mình thông báo cho ông luôn để ông biết. Đấy, nó là hãy vô nhu nhá vậy nhá. Ừ. Thuộc phát thì vô nhu. Dạ, vô nhu. Vâng. Cô bác Trinh bác Tuyết là bảo là sẽ mua bò để cho gia đình phát triển kinh tế. Thì chỉ vô tụ tế tụ. Hả? Chỉ vô đi à. Vô nhu mà chỉ chào chia. Ừ. Vô tế tụ chua với cậu trọ. Nhá. Ôi dạ, bởi dạy. Dạy đấy thì ông cũng. Nó cậu trọ tại cái lô. Ô, chia cháu lý. À, từ giờ xả chia xe thì mù đi à. Chỉ riêng gì thao cho đi. Đấy thì Mỹ Linh cũng báo cho ông là mấy nữa là tuần sau Mỹ Linh sẽ mua bò giúp mà ông mà sẽ vận chuyển đi vào trong này. Thì ông đồng ý rồi. Thì bây giờ đang bà bên này thì bà đang xem quần áo để lấy. Lâu có chọn được bộ nào không? Hay bò chúa mua bộ từ tao nào mua? Đấy, bà tìm một bộ cho Lâu nào. Ấy, toàn quần đẹp thôi. Hả? Ờ, lo ni tia giờ. Lo ni chưa cân giờ. Giờ, ấy cái đấy lúc nào mà hủ lâu ấy, cái quần đấy vừa lâu ấy bà. Chín nành. Ấy, quần đấy là vừa lâu. Toàn quần áo mới rồi. Cân giờ chia rồi. Mua cho chia, ít cho chia cho cô à. Cho tí con bò nó chia. Chân đó chỉ hạ, chân là cho nị. Cái nào đẹp thì gia đình để lại xong à. Một số thì sẽ chia cho bà con. Còn đồng phục thì Mỹ Linh cũng nói rồi. Cái đồng phục này thì sẽ để lại cho các em học sinh điểm này. Khi mà cháu Linh vào trong này để ra bò sinh sản cho gia đình. Để ông nuôi xong ông bán. Nếu mà sang năm mà bò nó sinh sản thì sẽ bán bò con đi. Xong là nuôi lớn lên bán, xong là mua đồ dùng cho bé Lầu đây. Đấy, sau khi thì bà đã chọn quần áo xong rồi thì lại cất những cái quần áo mà bà và gia đình không lấy. Thì mấy nữa thì cháu Linh sẽ phát ở tại cái điểm trường này cho bà con hàng xóm đây. Tại hiện giờ bà con hàng xóm mà không ở nhà rồi. Đấy, bà lại cất vào trong đấy, có mất trò không?
ông đang dẫn Mỹ Linh đi xuống xem chị gái của Lâu đang dưới này đang hót phân chuồng. Úi dồi, bẩn quá nhờ. Đi hơn đâu chị ở nhờ? 300.000 à? À, ông bà là già rồi, thế nên là cũng không có sức để làm nên phải nhờ các chị hàng xóm thuê mọi người là 300.000 hót hết đống phân này. Đấy, các bác xem bà đi. Bà đây. Đấy, khối u của bà đây. Đấy xem. Mọi người là đang hót phân bên này. Thuê là giá 300.000 thôi. Đấy các bác xem, giá thành cũng rất là rẻ. Đấy các chị em ở nhà chắc là không làm gì thế nên là cũng giúp đỡ luôn. Chuồng gà đây thì là cũng rất nhiều đá. Ây dồ, nhà ông bà có vẻ giỏi nhở, toàn thấy gà thôi nhở. Nếu dù tao cái trông ấy, trông thì chả chín nó chéo quá chị. Thằng mô mô tôi mà khu xỉ. Ôi dồ, ông bà tiếc các bác. Bảo là không dám ăn, để làm gì. Sau này nó mà bị dịch thì nó còn chết hết. Xin chào chị nhá. Chào chị. Chị không biết tiếng phổ thông à? Không biết đâu à? Đấy, bảo có biết tiếng phổ thông không thì lại bảo không biết. Úi 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 úi. Đấy, các chị hất phân bò. 300.000 thôi các bác, làm hết đống này luôn. Úi úi. Nếu mà mở đây cho nó nọ là chuẩn bị đến giờ ăn cơm rồi chị ạ. Ấy chị này lấy chồng còn đeo cả nhẫn vàng nữa các bác. Một chị là làm đây là một ngày làm hết đống này là 300.000 rồi chị. Chị bao rồi? Lại không biết rồi. Lấy em một bữa chó được. À có nghĩa là các chị là hót xong là lấy ra bên phía bên ngoài này để phơi khô. Đấy, xong mấy nữa là qua Tết là bắt đầu là trồng ngô thì ông bà thì sẽ dễ vận chuyển hơn. Đấy các bác xem một bá như thế này. Đấy các bác xem. Một bãi to đùng ấy. Các chị chắc làm từ lúc sáng sớm rồi. Hoa nó tánh này uổn à? 10 giờ. Đấy, 10 giờ đã làm rồi. Một bãi phân bên này. Không biết là chị đang làm gì. Đây là giống gì đấy chị? Lanh à? Hạt giống lanh à? Ma lò. Đây hạt lanh nha các bác. Đấy. Cho đi uổn nóng rồi. Mùi thơm lắm các bác. Cái này là ua tàu ba tàu, à tàu chúa tàu này mà. Cái này có thể làm được tàu chúa ăn được nhá các bác. Nhưng mà ăn nhiều quá thì lại say. Đấy. Phê. Nhà chị là đây à? À. Thế hôm nay thì cháu Linh cũng vào trong này thì cũng chỉ chủ yếu là báo cái tin vui của bác Trinh, bác Tuyết ở bên Mỹ cho gia đình nhà bé Lầu. Để gia đình nhà bé Lầu mua thêm một con bò sinh sản. Thì một lần nữa thì cháu Linh cũng rất là cảm ơn bác Trinh, bác Tuyết đã yêu thương và gửi gắm những số tiền chia sẻ yêu thương giúp đỡ cho gia đình nhà bé Lầu có hoàn cảnh bị khuyết tật ở chung với ông bà. Bà thì đấy có khối u ở cổ rất là nguy hiểm. Không biết là tử vong lúc nào cũng không biết, tại vì là cái khối u đấy nó rất là nguy hiểm. Nghe bác sĩ bà kể lại thì bác sĩ có nói rằng là nếu mà mổ cái khối u đó thì không biết là bà có thể là qua khỏi không. Thế nên là mọi người, bác sĩ họ cũng không dám mổ, cứ để thế thôi. Đấy, thì cái sức khỏe bà sẽ yếu dần. Tại vì cái đấy khối u rất là nguy hiểm. Các bác biết là cái khối u đấy khi nào nó mà nổ ấy, thì khả năng là tử vong thôi. Nó sò rồi. Mọi người là bây giờ đang nghỉ để ăn trưa nhá các bác. Mà nên nhót nhá. Chào Lầu nhá. Tạm biệt nhá. Đấy, mà giờ nên nhót này nhá. Xem mà hôm nào mua bò thì là đưa ông ra mua bò các bác. Ông bảo là ông thích bò.
Tại vì là các bác biết mua một con bò cái về nó phát triển sinh sản thì sau này nó sẽ có thể mang những cái đứa con của con bò đó mang đi bán, thì bé Lầu có thích gì thì ông sẽ mua cho. Đấy, tại vì là cái kinh tế chính của gia đình thì là hiện tại thì chỉ có hai ông bà là chăm hai cháu thôi. Thế nhá, thì chào Lầu Lầu nhá, mà nên mà nhón lên nhá. Ờ, tạm biệt nhá, mà nên nhón lên nhá. Ờ, nó từ ba nhá Lầu. Ừ. Xem nào, có vây tay được không? À, đấy còn không nhấc được, các bác còn phải nhấc lên. Mà nhó nhá, nó tử mà tôi. Ờ, ờ, tao, tao. Đấy, vừa rồi thì các bác cũng được Thảo Mỹ Linh quay trở lại gia đình của nhà bé Lầu mồ côi. Thì cũng chia một ít quần áo của cô Sơn ở Hà Nội cho gia đình nhà bé Lầu rồi. Còn những cái bộ quần áo kia thì cháu Linh sẽ để lại ở chỗ nhà bé Lầu. Đợi hôm nào là bắt đầu là lấy bò vào trong này trao cho gia đình thì cháu Linh sẽ phát những cái bộ quần áo của cô Sơn, những cái bộ đồng phục và những cái bộ quần áo kia để cho bà con ở thôn bản này mỗi người được một chiếc để bà con có thể vui vẻ hơn, không sợ bà con là thấy người này được như thế này. Nhưng mà thực sự là bà con người Mông thì người ta tính người ta rất là tốt, nhưng mà người ta kiểu hay tị nạnh, kiểu tại sao nhà kia lại được tặng quà nhiều hay như thế này ấy. Thế nên là cháu Linh cũng rất là khó xử. Thế nên là cái món quà của cô Sơn thì sẽ để lại đây, và mấy hôm nữa thì cháu Linh sẽ vào đây phát sau. Thì gia đình bé Lầu thì cũng đã chọn được những cái bộ quần áo đẹp của cho gia đình, riêng cho gia đình nhà bé Lầu để dùng rồi. Các bác mà thấy những thước phim của cháu Linh hay và ý nghĩa thì các bác hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh ngày một phát triển hơn. Thước phim của Mỹ Linh đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bác trong cái thời gian qua đã luôn đồng hành và ủng hộ. Và đặc biệt Mỹ Linh xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác Trinh, bác Tuyết ở Mỹ đã gửi cái số tiền về để cho gia đình nhà bé Lầu để có thể mua được một con bò cái sinh sản. Và chúc hai bác luôn dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh.